Đây là đường bắt đầu đi lên villa, anh em nhìn thấy này. Đây nhá, bắt đầu rẽ vào này. Mặt đường đi lên villa, đường này đấy, bé tí luôn này. Đấy, phải đi bộ vào này. Đấy. Ở đây người ta xây dựng cứ trong này ấy, là cứ một viên gạch thì phải vận chuyển vào là xây lên là thành 3 viên, tức là về cái tiền vận chuyển, tiền công ấy. Đấy. Khu này là ngày xưa nó là khu đảo. Đấy, bây giờ nó cũng là đảo. Bây giờ thì người dân sống ở đây khá là đông, nhưng mà đường xá ở đây thì anh em nhìn thấy này, bé tí này, đường này. Đấy. Đường này thực sự là sống ở đâu thì nó quen ở đấy. Đường rất là bé, bé còn hơn cả đường Hà Nội. Thế nhưng mà người ta vẫn xây nhà 3 tầng ở trong này. Đấy. Cái tiền vận chuyển không hề đơn giản. Đây, cống thoát nước là phải đi ở giữa đường. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, vào đây thì các ngõ ngách. Đây, ngõ bé tí luôn. Đây, đây đường mương ở giữa để thoát nước tất cả các nhà. Đây là theo cái con mương này là thoát nước xuống. Những người vận chuyển cát kia các thứ là sỏi là vào trong này để xây nhà. Đây đường này, đây một cái ngõ nữa này, đây một cái ngõ vào này. Đây ngõ bé tí luôn. Đây, vào đây thì cái ngõ này bé tí luôn, chỉ có xe máy vào được thôi. Đấy. Đây. Đây đường này cũng vào nhà này. Đấy. Đường này đường vào nhà bé tí tí. Đấy. Đường nó quá bé. Đường á, anh em nhìn này. Đây, phải lên bậc 3-4 bậc này. Đấy, chỗ này đâu tầm 80 phân. Thấy chưa? Thế mà ở trên này một ngày người ta kiếm 5 triệu tiền thuê nhà. Không hề đơn giản. Đấy, lại lên mấy bậc nữa. Anh em thấy chưa? Đi thôi, nếu mùa hôm nay mà nắng ấy thì đi rất là vất. May hôm nay nó mát. Đây, xung quanh đây anh em nhìn thấy chưa? Đó. Nên đây thì còn là villa đây, anh em nhìn thấy chưa? Đây, chỉ có đi bộ thôi. Mệt lắm rồi. Thực sự mà nói thì đối với cái view ở đây thì nó khá là đẹp. Đấy. Được ngắm biển. Đấy, con villa đây. Nhà cấp 4. Chị. Đấy. Đây, đẹp chưa? Đấy, ở đây thì được 30-40 người. Đấy. View biển luôn này, có bể bơi. Và đây biển đây, người ta câu cá này. Đây là biển, cái view cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Nếu mà nói về view thì cái view này thật sự là rất đẹp. Anh em thấy chưa? Xây một con nhà như thế này thì chủ bảo là hết 3 tỷ. Đấy. Cả đất cả nhà, đất thì mua lâu rồi. Đấy. Xây dựng ở đây thì nó đắt cấp mà nếu mà tính ra là đắt gấp 3 lần so với lại ở ngoài đồng bằng.
cho nên là anh em nhìn ở đây là anh em sẽ thấy được với những người đi du lịch, người ta thích hưởng thụ những cảnh đẹp, những cái view đẹp và hưởng thụ những nơi yên tĩnh, đây cũng là một trong những cái khá là hấp dẫn những người dân ở đây đi câu cá ấy. Đây, đây bên này nhà cầu đấy. Anh em nhìn thấy chưa, khá là đẹp đúng không ạ?